Hiểu trời không à? Mà giờ tôi biết là ở Đà Lạt, tôi tin tưởng ông Đà Phật. Ông Đà Phật, ông thầy, ông nói con bữa 11 đó, con dán đi hết, dán hết. Thì tôi qua sống tới giờ đó, bây giờ là tôi ba mười mấy năm rồi đó đó nghe. Đứng không nổi, lết không nổi, tôi đứng ta đỡ thần. Mà tôi nghĩ bà đêm bạch về, đi tôi nghe. Dạ thì kính thưa bà cô chú chị các bạn, hiện tại thì con Dương Cầm đang ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thì có đi với Dương Cầm là Phi Năng, An Phú, nét đẹp An Giang. Thì mấy con đi đến đây được biết có một ông bà cụ thì có số cũng đang gặp khó khăn. Thì nay mấy con tới đây thì cũng để mà quay và tìm hiểu như thế nào và coi có hỗ trợ được gì không ha. Rồi, một lần nữa kính mời ông bà cô chú anh chị các bạn theo dõi video. Dạ. Đây, nhà của ông bà cụ. Ở dưới đây luôn cũng được. Ở đây là nhà của ông bà cụ. Ở dưới đây có chỗ ngồi không? Ngồi dưới đất luôn, ngồi dưới đây luôn. Ngồi dưới đây luôn. Quay bụi luôn. Trên nhà hầm hả gì ông cụ? Ông bà cũng lớn tuổi dữ hả? Ủa hai ông bà cụ chắc lớn lắm rồi. Cầm bên này. Bà cụ năm nay nhiêu tuổi rồi? Mà ngoài xích vô 1 tấm đi, ngoài xích vô 1 chút thôi. Vô ngoài chung đi, hỏi chung nhau vô. Bà cụ, con hỏi bà cụ tên gì? Dương Thị Tránh. Bà biết đi, bà biết đặt tay. Dạ. Nói lớn lên chút. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe nè. Phú cầm bển cho ông cụ hỏi cụ đi. Là ông cụ năm nay nhiêu tuổi ông cụ? Mấy mấy rồi, 8 mấy rồi. 8 mấy hả? Dạ. Mắt ông cụ còn thấy không? Mới mổ à. À, mới mổ. Dạ. Dạ. Còn đi mổ nữa. Mổ còm hay gì không biết, nó đạo hết biết rồi, đường xa quá xa, giác này chưa nhúc nhích đi. Yeah. Tới ra máy là 4 giờ đi Sài Gòn ha, mà ở Sài Gòn nữa. Yeah. Đi qua ba có một chiếc xe nhỏ là 5 người. Yeah. Rồi ông cụ với bà cụ sống dưới đây với ai? Có mà 2 vợ chồng á. 2 chồng già thôi hả? À. Rồi con cháu có không? Có, nó nuôi đi nuôi vô. Ôi, vậy là Phật. Thì là muốn nhưng bà bắt ngày mấy giờ ông bà cụ được bao nhiêu con? Ông bà à? Không, bà dặn bà bắt không bắt thôi. Ông với bà được bao nhiêu con ấy? Cô 3 người đi. À, 3 người ha. À, 3 người con mà con giờ đi đâu hết rồi ông cụ? Giờ có chồng có chân. Lại cái đường anh này mà nghèo khổ nó làm không đủ ăn nữa. Anh thơ giúp đỡ nuôi được. Tôi nói mấy ngày bên chồng thì đã có cái bà, tôi thì là Phật bên tuổi Phú Hậu lên đạo Phật. Đạo đạo cũng đạo hết, tôi không biết. Bà cụ tính nói giảng gì, bà cụ nói con nghe. Hả? Bà cụ bà tính nói giảng gì? Biết rành. Dạ, nói đi bà cụ, nói đi. Lấy cái đó. Cầm đó bánh trên. Cầm cái này. Bà cụ nói gì, nói con nghe coi. Dạ, trời mà tôi nghe cái này. Dạ. Dạng gì kinh gì cũng biết hết á. Dạ. Nên mở đọc đâu, bà cụ nói vài đoạn cho con nghe coi. Nghe giảng hả? Dạ. Mà nghe nói bắt cười. Đâu có đó. Đâu, mình nói bình thường đâu có gì đâu. Mình nói trong giảng mà, không ai đâu gì bắt. Đâu bà cụ đọc vài đoạn cho lấy con nghe coi. Lấy tiêu hai cái cuốn ấy, tôi nghe.
Tôi nghe cái đó tôi khỏe, bị gì tôi đau đó, tôi nghe đó khỏe, bác tôi hướng dẫn tôi hơi mệt quá, tôi dám nhìn thật, nó mùa vậy đó. Bà cụ năm nay nhiêu tuổi rồi nhớ không? Dạ, hả? Bà cụ năm nay nhiêu tuổi rồi nhớ không? Tôi hả? Dạ. Tôi 76 rồi. À, 76 rồi. Hồi đó đau, không có bảo chết mười mấy năm hồi đó đau đó để không nổi. Yeah. Nghe lời phạt đó, phạt tâm thầy nay giờ còn đi bữa mùng một đi mà bảo chết rồi đó ra tôi nhờ không có ai thấy lớp lại cũng phải tối ngày mà giờ tôi đi nổi giả không đứng nổi theo ông nổi ông này cho không. Bạn nghe lúc luôn tại nghe nói, tối ngày sáng đêm người ta nói đau quở sao nói, bắt nhỏ nhỏ nói, nhỏ biết quá biết thì sao nhỏ được còn dám qua bữa mùng một tết đó, thì còn qua khỏi sống tới bây giờ luôn tới bây giờ vậy thầy trong lúc bà nếu ai không tin thì thôi tôi không biết á còn tôi á là bà tin tin thiệt đức ba nè đức ba đức ông tôi biết hết trơn con thấy cái người nhỏ đó, dạ, ở bảo đau ông ba, ông ba gì đó, tôi má tôi thì ông ba nói ông bà nó biết rồi tình trạng tình trạng của hậu đó, ông bà, của hậu cộng mình một đạo hòa giáo mà đại cái nhà có đại, đạo hòa hảo hay gì bà cụ đạo hòa hảo hay gì, hòa hảo đạo đại, tôi đam tì, dạ, tại trước khi chơi tuổi như vậy. Nhờ bà cũng nhớ tôi, nó cũng nhớ tôi, tôi đi chết rồi. Chuyển hoài không gặp. Tôi dịch quá, trốn hoài, sao sống nổi. Tôi nghe, tôi biết, nghe. Qua dòng họ nghe nói hay dữ lắm, nói. Nói. Dẫn tôi đi chảnh. Mày đang hẹn nhau, mời biết con like không? Mời đi. Mới chết. Hai, hai ấy, tôi nghe. Dạ. Nên ta nói rồi, tôi ta nói rồi, tôi chết quá. Đừng có coi giảng, coi giảng người ta bắt đó. Dạ, đâu có đâu, mình đọc giảng. Chết, mà coi giảng đâu có gì đâu. Thì đó đọc phước nè. Toàn là... Đi mổ con mắt này ở đỡ. Con mắt này liếc đỡ được. Tôi đâu có ăn trường được, có bữa. Chưa mổ con liếc đỡ được. Ăn, bữa nay tôi nói, cấp về, tức thì ăn. Về đau, ăn mấy năm. Lết không nó ngang lết hiểu trời không à. Mà giờ tôi đứng nổi ra là tôi tin tưởng là ông đạo Phật ông thầy ông nói còn bữa mùng một tết con dán đi dán hết thì tôi qua sống tới giờ tôi bởi bây giờ là tôi đau mười mấy năm rồi đó đó ngang đứng không nổi lết không nổi tôi đứng ta đỡ thôi mà tôi niệm và đêm luôn niệm Phật về đi tôi niệm tầng hai dài bởi vì mình có cái bên nội tôi có cái căn tu luôn phải mà không có đâu nghe ông cụ với bà cụ thường ngày làm gì có làm gì không làm tôi nằm hoài già quá rồi đâu làm đi được cây nữa không thấy đường đi đâu hôm đó đi lấy gì cho mua cá cho bà mắt mà, mắt của ông hiện tại có thấy được ra cũng có bên đây một tổ sinh ra ba nhánh nhau nó nào tới ghê không nào mà nói chi là quá trời máu mủ con kia ghê quá là mỗi chuyến đi của chú là đều phải kiếm con kia kích chờ chân có một chữ đường không ba chỗ đi ba chỗ chữ đường hồi đó tôi bán nước mắm dầm hà tôi biểu vô cho ông già trong trước ơi không có gì không ê ấy cái chừng vô bắt đầu nào nào cái hôm tôi mới đi dưới bà hảo thấy cái lỗ ngóc hoài cả gán đi ra nhờ hai cuốn ba gán đi gán rồi mở con này nữa sáng như lắm nghe con nữa tôi thấy trơn vậy dễ thì hai cái soi rồi năm giờ nó tới luôn sợ bụi đạo nào cũng che lỡ đạo câu đai cũng vậy mà đạo Phật giáo cũng vậy mà đạo thì chúa tôi biết luôn tôi biết đạo đi à có
nghe lời thầy dạy, dạy đi về nào, mình đi về này, mình đi đây, Phật dạy. Tôi mê mà nói giảng mà nói hay lắm, giảng cha giảng cũ giảng sư những gì được nữa. Thường ngày ông cụ bà cụ có thuốc men gì không hay là mình chỉ ăn uống thôi? Cũng đi mua uống. Dạ, chỉ ăn uống thôi ha. Dạ. Có mặn gì là đi mua thuốc gì là đi tiêm, bả tiêm không? Không tới nào từng lễ rồi đi tiêm rồi. 70 gì là quận gì là 100,000 đúng không? Đi xe đò ha. Dạ. Vậy thôi. Từng lễ chết lần. Dạ. Bệnh này đâu để lâu được nó. Dạ, với già cả rồi. Rồi chết là chết. Rồi chết là chết. Ơi, bài sao không kết thúc chiều giờ để khi có đứng thường nào. Rồi, gì nữa? Nói con nghe coi. Thật giảng gì nữa không? Sao thở gì vậy? Có bệnh tim không mà thở gì vậy? Bị xỉn cái gì mà lên 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 máu lên lắm. Một con trái nữa. Nói gì bị xỉn hay là bị lên máu? Lên xỉn. Xỉn. À, đúng mệt lắm. Ai dám không? Nói chuyện. Tôi nói ai lắm. Bị xỉn. Tôi mệt nhạt. Cũng mà nói ai. Hôm nay con mấy con tới vui quá là nói quá trời nói luôn. Đúng không? Mấy anh con lại thăm gì rồi, vui không? Hả? Vui gì? Có tiền mà nó con vui. Lại đây thăm mà vui không? Vui chứ. Nói cái gì? Mấy anh con lại thăm. Mấy anh con lại thăm ông bà cụ gì rồi, vui không? Vui chứ. Con cháu ấy, con thằng là học lớp 11, 12. Không nghe điếc lắm rồi. Nói lại đây bà nghe không? Vui âm, không? Âm. Nói không tôi nghe à? Nói tôi nghe đâu. Rồi thôi gì bữa nay lại thăm ông bà cụ đây ha. Thì con cũng xin chích của chị Thu Ngang 500 với cô Liễu Lê 500 để hỗ trợ cho ông bà cụ có thuốc men hàng ngày ha. Dạ đây, hai người của cô chị Thu Ngân ở Đài Loan cùng với cô Liễu Lê ở bên Mỹ hỗ trợ ông bà cụ. Dạ, dạ. Rồi, ông cụ có gì gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân không cụ? Dạ. Chú đâu có mang gì. Dạ, người mang gì thôi, đâu có mang gì đâu được. Dạ. Cảm ơn mà nhà hậu tâm người ta giúp đỡ đi. Dạ, cảm ơn. Đi qua trời. Dạ. Dạ. Rồi đưa Phi Năng kìa, Phi Năng thì cũng bày tỏ đôi lời đi con. Dạ, hôm nay em Phi Năng cùng với anh Dương Cầm với anh Phú trong tay nhân ái với nét đẹp An Giang có đến đây để quay hoàn cảnh gia đình của bà cụ này cho quý vị và anh chị, cô chú anh chị xem cảm thấy có thương tình thì gửi tiền về giúp đỡ cho ông bà cụ để có tiền mua thuốc uống với mua gạo ăn đó quý vị. Rồi xin thay mặt cho gia đình với mấy anh em cầu chúc cho cảm ơn quý vị và cầu chúc cho gia đình quý vị thân tâm thường an lạc, làm ăn luôn phát tài để có được nhiều tiền giúp đỡ cho những bà con nghèo và bệnh tật nhiều hơn nữa. Để xin hồi hướng công đức lành này cho cửu quyền thất tổ chung và ba tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. À, đến phú kìa. Dài lời để mình nói dài dài quá. Dạ, Phú An Giang xin thay mặt ông bà cụ cảm ơn Mạnh Thường Quân trong ngoài nước đã hỗ trợ tình tài cho bà cụ để có chút đỉnh tiền để mua thuốc chứ là mua gạo ăn quý vị. Thì nãy giờ thì quý vị cũng có thấy ông bà cụ thì khổ lắm, không làm gì ra tiền, nhưng mà có con cũng khổ không lo được. Thì em hy vọng em đăng cái clip này lên thì có Mạnh Thường Quân nào mà có duyên với ông bà cụ á, hỗ trợ tình tài cho bốn anh em thì sẽ đem lại ăn trao tặng tay ông bà cụ. Và em xin chân thành cảm ơn. Giờ là nói đầu tiên thì con xin kính chúc ông bà cả nhiều sức khỏe ha. Dạ cả nhà ơi, hiện tại thì ông thì mắt thì đang kém lắm cả nhà. Còn bà thì hầu như đã bị lãng tai, nói thì không có nghe gì hết. Thì kính mong qua clip này xin quý vị khán giả, quý Mạnh Thường Quân gần xa
có chút tình tài thì hãy hỗ trợ cho bố anh em, là bố anh em có thêm nguồn vốn để đến tất cả các nhà cũng như là nhà ông bà đây để trao những cái số tiền yêu thương như cả nhà. Bây giờ thì Vũ xin chúc với ông bà của chú thì nhiều sức khỏe. Dạ thì kính thưa ông bà cô chú chị các bạn, hiện tại thì ông Tám với bà Tám đây thì Dương Cầm hỏi tên nhưng không biết thì mình cứ nói là ông Tám bà Tám. Đây là già, bà Tám thì bị lãng tai, ông Tám thì cũng mắt mờ, con cái thì làm ăn khó khăn, ai cũng nghèo hết, không có giúp đỡ gì được cho ông Tám với bà Tám. Bà Tám đây hàng tuần đi chích thuốc, mỗi một lần là 100.000 tiền xe với tiền chích thuốc. Thì qua clip này thì mong bà con gần xa, các anh chị em nào mà có thấy hữu duyên với ông Tám bà Tám thì hỗ trợ gửi ông Tám bà Tám thì qua 4 kênh YouTube, đó là con Dương Cầm, Nét Đẹp An Giang, Phú An Giang cùng với Phi Năng. Thì bà con thấy thuận duyên với kênh nào thì gửi kênh đó, hỗ trợ cho ông Tám bà Tám thì miếng con sẽ đến và trao lại. Thì để kết thúc video này thì Dương Cầm cũng không quên nguyện dưới 10 phương chư Phật Hồng An Tam Bảo quay lên Phật Tổ Phật Thầy xin gia hộ độ cho gia đình các mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, trên thuận dưới hòa, làm ăn phát tài phát lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Yeah. Rồi, chúc cụ bà cụ nhiều sức khỏe ha. Rồi, dạ. Dạ. Yeah.